Xin chào thầy và tất cả các bạn, em tên là Nguyễn Thị Ái, mã số sinh viên 171428, học lớp phi xử lý chiều thứ tư năm 2020-2021. Giờ đây em xin trình bày về bài tập 3. Yêu cầu của bài tập 3 là cho vi điều khiển 16887 kết nối với ba nút nhấn up, down và start và hai led 7 đoạn. Yêu cầu là ban đầu hai led 7 đoạn hiển thị số 5, nhấn up thì tăng 1 đơn vị, nhấn down thì giảm 2 đơn vị. Và vi hiển thị của hai led nằm trong 5 đến 15, nhấn start thì hai led 7 đoạn đang hiển thị số bao nhiêu thì sẽ nhấp nháy số đó bao nhiêu lần. Yêu cầu là vẽ mạch, vẽ lưu đồ, viết chương trình và mô phỏng. Đầu tiên là vẽ nguyên lý. Thì ở đây mình sẽ dùng là bit 16887, tụ thạch âm tần số là 10 MHz. Đây là mạch reset. Thì ở đây mình điều khiển hai led 7 đoạn. Chúng ta có thể kết nối trực tiếp đến bậc C, bậc D, mỗi bậc là 7 chân để điều khiển trực tiếp hai led. Nhưng mà ở đây thì mình thông qua hai IC dịch là 74595 để dịch dữ liệu vào hai led này. Để tiện hơn trong việc xuất dữ liệu. Thì hoạt động của IC74595 là sẽ có hai tầng thanh ghi. Là ban đầu thì khi cấp xung vào chân SHCP thì chân này là chân cấp xung để dịch dữ liệu vào thanh ghi. Sau đó dữ liệu ở thanh ghi sẽ được dịch vào thanh ghi lưu trữ, sẽ được lưu vào thanh ghi lưu trữ, và khi cấp xung ở chân STCP và chân OA cho phép xuất ra. Chân OA là chân cho phép xuất dữ liệu ra, và chân STCP là chân cấp xung để xuất liệu, dữ liệu mở ra. Khi OA cho phép thì cấp xung thì nó mới cho xuất dữ liệu ra, còn không cho phép thì cấp xung thì cũng không dịch được dữ liệu ra. Với dữ liệu đầu vào được cấp vào chân DS là kiểu dữ liệu nối tiếp, còn ngõ ra là sẽ có từ Q0 đến Q7 sẽ là kiểu dữ liệu song song, còn Q7 phải là dữ liệu kiểu nối tiếp. Chúng ta kết nối Q7 phải đến DS của 74595 tiếp theo để đưa dữ liệu đến IC tiếp theo, kiểu nối tiếp. Ở đây mình sẽ dùng ba chân của bậc D là D0, D1 và D2. Chân D0 là để cấp xung cho việc dịch dữ liệu vào, D1 là chân cấp dữ liệu ngõ vào, và D2 là chân để cấp xung cho dịch dữ liệu ra. Còn hai chân OA là tích cực cho xuống mức thấp, là luôn cho phép dịch dữ liệu ra, còn motor reset không tác động thì cho lên mức cao. Ngoài ra mình còn sử dụng ba chân là chân E0, E1, E2 là kết nối với ba nút nhấn là up, down và start để điều khiển. Thì đây là toàn bộ mạch nguyên lý. Các bệ đàn ở đây sử dụng là áp nút chung. Tiếp theo sẽ là vẽ lưu đồ. Thì chương trình của mình sẽ hoạt động như sau. Ban đầu thì khai báo thư viện, khai báo biến, định nghĩa các chân, định nghĩa các vòi, các chân. Chương trình sau đó mình sẽ viết một chương trình con xuất led 7 đoạn, và sau đó sẽ cho biến đếm bằng 5 và cho xuất ra. Vì yêu cầu của đề bài là ban đầu hai led 7 đoạn hiển thị số 5, nên mình sẽ cho biến đếm bằng 5. Sau đó mình sẽ tiến hành kiểm tra nút nhấn. Nếu mà phím up được nhấn thì tăng 1 đơn vị, còn phím down được nhấn thì giảm 2 đơn vị, còn phím start là nhấn thì chắc tắt led 7 đoạn số đếm lần, chừng đó lần đang hiển thị số bao nhiêu thì chắc tắt bấy nhiêu lần. Thì nút up, phím up được kiểm tra như sau là tại vì ban đầu bằng 5 mà mình phải tăng 1 đơn vị, thì mình sẽ kiểm tra là sau khi tăng đó thì nó có vượt, sau khi được tăng thêm 1 đơn vị đó thì biến đếm này có vượt khỏi cái phạm vi của mình là từ 5 đến 15 hay không. Nên mình sẽ, mà mỗi lần thì chỉ tăng được 1 đơn vị, nên mình sẽ tăng 1 và kiểm tra là mình sẽ kiểm tra biến đếm cộng 1 thì có vượt khỏi phạm vi này hay không. Nếu mà sau khi cộng mà không vượt khỏi cái phạm vi cho phép á, thì mình mới tăng biến đếm lên 1 và sau đó sẽ cho xuất các bài đoạn ra và sau đó quay lại. Còn kiểm tra nếu phím down được nhấn mà chỗ này bị nhầm. Phím down được nhấn mà với điều kiện là sau khi trừ 2 đơn vị đi, có nghĩa là mỗi lần nhấn thì phím down sẽ giảm 2 đơn vị, mà sau khi nhấn mà giảm 2 đơn vị mà nó vẫn nằm trong phạm vi là từ 0 đến 15 thì mình sẽ tiến hành giảm biến đếm xuống 2 đơn vị và cho xuất ra, sau đó lại tiếp tục kiểm tra. Đối với nút start thì mình sẽ kiểm tra nếu mà nó nằm trong phạm vi từ 5 đến 15 thì mới cho xuất led 7 đoạn đếm lần. Thì đang hiển thị số bao nhiêu thì sẽ cho xuất bấy nhiêu lần. Đây là
lưu đồ, đây là toàn bộ lưu đồ của mình. Tiếp theo sẽ là viết chương trình. Thì đầu tiên sẽ khai báo thư viện, cầu chì là HS, tại vì mình sử dụng tần số là 10 MHz. Mình định nghĩa các chân là chân D0, như bên mặt nguyên lý chân D0 sẽ là chân cấp xung để dịch dữ liệu ngõ vào cho 74595. Chân D1 là chân để đưa dữ liệu ngõ vào của là chân dữ liệu vào của 74595 chữ nối tiếp. Còn chân CKout sẽ là chân cấp xung để số dữ liệu ngõ ra của 74595. Còn phím up thì sẽ là chân E0, phím down là chân E1 và phím start là chân E2. Mình khai báo một số biến và mình khai báo một mảng mã bảy đoạn để tiện hơn cho việc xuất lát. Đây là mã bảy đoạn từ 0 đến 9 theo mã hexa. Sau đó mình sẽ viết một chương trình con là để xuất, để viết chương trình con để xuất lát bảy đoạn. Thì ban đầu sẽ là xuất một bài, tại vì chương trình này con có ở trong thư viện. Mình sẽ viết xuất một bài, thì x visary x bằng bằng x chấm bảy, với có nghĩa là khai báo biến một bit tên là visary có vị trí là thứ bảy trong byte x. Sau đó mình sẽ cho x bằng byte xuất, và sau đó sẽ cho chạy 8 vòng và xuất ngõ ra và xuất vào vào chân data là chân dữ liệu ngõ vào nối tiếp của 74595. Và giá trị sẽ là cái bit, sẽ là cái bit visary này. Sau khi chạy 8 vòng, bit đầu tiên được quét là bit thứ bảy, là bit thứ bảy của byte x. Sang vòng thứ hai thì bit thứ sáu sẽ được quét, bởi vì sau khi xuất bit này ra thì sẽ cấp một xung để dịch dữ liệu vào, và sau đó sẽ dịch byte x này sang trái một bit. Thì cái vị trí thứ bảy này á, sẽ cái vị trí bit thứ bảy bây giờ sẽ là bit thứ sáu, tại vì nó đã dịch trái một bit rồi. Sau 8 vòng thì 8 bit của cái byte x này, có nghĩa là byte xuất này, sẽ được quét hết. Chương trình con thứ hai dùng để xuất lát bảy đoạn hai byte này, thì mình sẽ gọi chương trình xuất một byte ở đây, và sau đó sẽ cấp xung để dịch dữ liệu ra khỏi 74595. Và đến chương trình chính thì mình sẽ khởi tạo export là bột D sẽ là ngõ ra, còn bột A sẽ là ngõ vào, tại vì bột A là kết nối với các nút nhấn nên sẽ là ngõ vào. Sau đó mình sẽ cho biến đếm bằng 5, tại vì yêu cầu là ban đầu biến đếm bằng 5, và sẽ cho xuất ra số 5 ở trên hai bọc này. Ở đây thì mình sẽ lấy 5 chia lấy phần nguyên, 5 chia 10 lấy phần nguyên là bằng 0, còn 5 chia lấy phần dư, 5 chia 10 lấy phần dư sẽ là 5, sẽ được số 05 xuất hiện trên hai led 0 và 5. Thấp là số 5, còn cao là số 0. Sau đó mình sẽ tiến hành kiểm tra nút nhấn. Đầu tiên là nút up, là nếu nút nhấn được nhấn thì sẽ delay 5 giây, là để chống dội. Sau đó là kiểm tra nút nhấn và chờ buông nút nhấn thì mới thực hiện. Sau khi buông nút nhấn thì mình sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu mà biến đếm lúc này cộng thêm một mà vẫn bé hơn hoặc bằng 15 thì mình mới cộng thêm một cho biến đếm, và sau đó cho xuất biến đếm, và cho xuất dữ liệu ra hai lát. Tiếp theo là kiểm tra, là mình cũng chống dội, kiểm tra nếu có nhấn down thì delay 5 giây, sau đó lại kiểm tra lần nữa và chờ buông nút thì mới kiểm tra thêm một điều kiện là nếu biến đếm mà trừ đi hai đơn vị mà vẫn lớn hơn 5 thì mới tiến hành trừ biến đếm đi hai đơn vị và xuất biến đếm ra. Và thứ ba là nút star, là mình kiểm tra nếu mà có nhấn nút star và sau đó thì nếu có nhấn nút thì delay 5 mili giây để chống dội. Và kiểm tra nếu mà biến đếm nằm trong phạm vi từ 5 đến 15 thì mới kiểm tra cho buông nút và cho y chạy đếm vòng, và cho ban đầu là cho tắt led. Ban đầu led đang sáng nên mình sẽ cho tắt, và chấp chấp tắt đếm lần, đây là chạy đếm vòng. Sau đó sẽ cho Goto kiểm tra để lặp lại quá trình này. Đây là toàn bộ chương trình đã tiến hành biên dịch và nạp chương trình. Thì ban đầu hai nó sẽ hiển thị là số 5. Bây giờ giả sử mình nhấn phím down, nó đếm trừ đi 2 vẫn không lớn hơn hoặc bằng 5 nên được. Phạm vi chỉ có từ 5 đến 15 thôi. Một lần nhấn thì tăng một đơn vị. Không được nữa, bây giờ mình sẽ giảm xuống.
giảm tới 5 thì hết giảm được rồi. Bây giờ mình sẽ cho chất tắt lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì mạch và code đã chạy đúng theo yêu cầu của đề bài. Đây là toàn bộ phần trình bày của mình về bài tập 3. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn ạ.